Dạ. Em tuyển 18. Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn nhé. Lại tiết mục Dơm. Hôm nay là ngày 28 tháng 11 nhé. Dơm em là về kho một phần mà đi giao nó 3 phần nhé. Vì là Dơm là quá ok nhé. Dơm dơm được lắng này, Dơm được lắng mại đẹp này. Đấy, quá này quá tuyệt vời nhé. Quá thì em chấp luôn các loại máy cuộn nhé. Đấy, quả thì em chấp nụt các loại máy cuộn luôn. Đấy, hai đầu bằng nhau nhá. Đẹp. Và giờ hiện tại em còn cái diện tích là 30 mẫu. 30 mẫu là dơm bò nhá. Đấy, em bây giờ đang làm này. Xe thì cứ chạy thôi. Còn những thời gian đi làm thì là em phải ngồi đánh máy nhá. Đó. Quý cô chú, anh chị và các bạn mà quan tâm đến dòng sản phẩm dơm bò thì cứ alo cho em nhé. Dơm rất chi là đẹp, dơm bao bao phê luôn. Đó. Nhìn cái cuộn dơm này, hả? hai đầu bằng nhau luôn nhé, chứ không có móp nhé, móp là họa hồn lắm đâu. Còn bình thường con máy của em nó đã được căn chỉnh lại rồi thì là nó rất chi là ok, hai đầu bằng nhau và rất chi là đẹp. Và diện tích dơm dạ của em bây giờ chỉ còn có khoảng 20 mẫu thôi. Quý cô chú, anh chị và các bạn quan tâm đến dòng sản phẩm là dơm cho bò nhé, thì cứ liên hệ với bên em với số điện thoại là em ghi trên đầu máy cuộn dơm 0969 227 133. Và cũng tiện thể đây em cũng đi các địa phương, mỗi địa phương chỉ giam 3 hôm. Và hôm nay em đang có mặt tại Yên Phong nhé. Thì để chủ yếu là quan trọng là em đi giới thiệu cái sản phẩm, dòng sản phẩm là máy cuộn dơm tận dụng cho các bác đang có máy cày tại ở các địa phương, sắm một con máy cuộn dơm này để phục vụ cho nhu cầu. Thứ nhất là tránh gây ô nhiễm môi trường khói bụi, chẳng hạn như em đang đứng đây là cạnh cao tốc này, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên này, nếu mà không có những con máy như thế này, không có những cục cuộn dơm như thế này thì dân ở đây là toàn đốt thôi, đốt mà rất chi là lãng phí. Em thì đó, mục đích của em cũng chỉ muốn là đi đến các địa phương và các địa phương ủng hộ và đầu tư mỗi địa phương một vài con máy như thế này thì cái tình trạng khói bụi sẽ không còn diễn ra nữa, và bà con có đầu máy cày lại có công ăn việc làm vào những thời điểm như thế này và bán ra lại có thu nhập. Thực sự phải nói ra là bán dơm ra là rất chi là có thu nhập, mà em vẫn chưa hiểu tại sao các bác lại vẫn cứ đốt dơm bỏ này, và các bác có đầu máy cày vẫn chưa mạnh dạn đầu tư thêm một cục cuộn dơm này có trên 40 triệu thôi nhá. Em là em tuyển ở Bắc Ninh, em quê em ở huyện Gia Bình cơ, hôm nay em sang huyện Yên Phong cũng là trong tỉnh để em giới thiệu dòng sản phẩm và vừa là kiếm thêm thu nhập này. Dơm dạ là quá trời nhá. Hôm nay là ngày 28 tháng 11 nhá các bác nhá. Cô chú, anh chị và các bạn quan tâm đến dòng sản phẩm là dơm cuộn, dơm cho bò, dơm các thể loại và đặc biệt là máy cuộn dơm. Và thưa với các bác là khi em đã đưa ra thị trường là dòng máy cuộn dơm này thì cái phụ tùng của dòng máy này bên em luôn luôn có nhá. Dòng phụ tùng để thay thế sửa chữa cho cái cục máy cuộn dơm này rất chi là đa dạng và rất chi là nhiều nhá. Cơ sở ở huyện nào, xã nào cũng có luôn. Bi bạc các thứ, dao kiếm. Và thứ hai là bên em vừa máy vừa chỉ cuộn dơm. Còn bác nào mà bạo tay mạnh dạn nên đầu tư luôn một con máy bờ đất sần 625 này, khỏe 60 ngựa nhá. Giá cả rất chi hợp lý so với giá máy mới trên thị trường bây giờ chênh nhau cỡ 6 70 triệu nhá. Các bác cứ tham khảo trên thị trường đi. Một kết cho em thì alo cho em với số điện thoại em đã đọc rồi. Em cũng xin kết thúc video ở đây. Kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Và bây giờ em để vào tiếp tục công việc của mình này, em đi làm thôi, làm tranh chủ 3-4 hôm ở đất này xong em đã rút quân về xưởng. Chứ gần một tuần nay em ở trên đất Yên Phong này cũng phê rồi đấy các bác. Và bên cạnh đây còn một thửa nữa, chờ chiều nay cắt thì mai em có nốt. Em xin dừng video ở đây.